Kính thưa quý vị khán giả, trước mặt quý vị khán giả chính là người chị của anh Hải, chủ nhân của chú chó Big Bull. Và hiện tại Tình và Duy đang có mặt tại trong căn nhà. Đây cũng là một cái sự liều lĩnh, rất là liều lĩnh của Tình và Duy. Bởi vì cái vụ việc vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã được biết rồi. Thì để biết chính xác hơn là câu chuyện nó như thế nào thì mình phải đi vào trong mình mới hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Thì cái tâm trạng của Duy lúc này như thế nào? Có sợ không? Đầu nghe trên đài thì cũng nghe rất là vui vẻ, nhưng mà ra là tái bây giờ thì thấy bé rất là hiền á, rất là ngoan. Thì cái loài chó nào không phải riêng là biết vui, mà tất cả những loài chó trên thế giới luôn thì nó rất là trung thành, và nó luôn có cái tính tự vệ và nó luôn bảo vệ chủ nhân của nó. Thì trừ khi mà mình đánh chủ nhân của nó hoặc là mình làm hại chủ nhân của nó thì nó mới tấn công để nó bảo vệ thôi. Thấy là thấy chị là một người không phải là tôi với vui, nhưng mà chị là cái lâu lâu chị qua cho ăn nó, nhưng cho nó ăn, nhưng mà chị thấy không, thấy em chị nghe nói gì là nó nghe hết trơn, mà nó rất là ngoan. Nó khóc không hả chị? Cái dòng chó cực đại thì mỗi người nuôi thì phải có trách nhiệm với cái thuốc cưng của mình. Đây là dòng chó lớn và dòng chó được mệnh danh là dòng chó săn, bởi vì chúng có cái lực cắn rất là lớn, và chúng được dùng để đi săn hoặc là để làm cái nhiệm vụ của bên nước Mỹ trong quân đội và bảo vệ gia đình. Thế nên mỗi người nuôi những chú chó mà dòng cực đại như thế này thì phải có trách nhiệm với loại chó của mình. Chẳng hạn như đi ra đường là phải buộc phải bịt mõm lại, và bịt mõm như thế nào để cho nó không có gây sát thương cho những người xung quanh. Và cái câu chuyện vừa qua thì rất là đau lòng, bởi vì cũng vì một cái sơ suất nhỏ của người chủ là anh Hải, bởi vì không có bịt mõm lại thì để cho cái vụ việc đau thương vừa xảy ra, đó là chỗ bạn của anh Hải vừa thiệt mạng. Và một cái câu chuyện để khiến cho dư luận cảm thấy chán ghét loài chó, đó là một cái câu chuyện rất là buồn thú quý vị. Thực ra chúng cũng chỉ vì bảo vệ chủ của mình nên mới làm ra cái cớ sự như vậy. Quý vị có thể nhìn thấy hiện trạng bây giờ của chó này thì vẫn ngồi rất là bình thản, và có vẻ như đôi mắt hơi buồn, đúng không Duy? Đôi mắt hơi buồn. Con chó được chết nữa, tôi biết không? Đem sáng chó nè, chặt đầu á. Nó ra đánh mùi máu. Rồi. Nó bỏ cơm, thì đem cơm, chặn cơm nó không ăn. Mua 30 ngàn thức không ăn hằng ngày. Cái gì nó cũng ăn luôn. Dạ. Chị có thể tiến lại gần em để trò chuyện với em được không chị? Tại vì xa quá, cái tiếng nó sẽ không có lớn. Với lại ở đây em cũng xin một số ý kiến của chị, để cho quý vị khán giả cũng như là mọi người trong và ngoài nước để hiểu hơn về cái chỗ của anh Hải. Thì hôm nay em đến đây thì được chị cho vô nhà, và cũng là một cái sự liều lĩnh của em khi bước vào trong ngôi nhà của chị. Thì chị có thể chia sẻ thêm cho em là trước đây chị đã từng nuôi chú chó này bao giờ chưa? Chị từng gặp nó bao giờ chưa? Không, chị nói chung rồi, cách đây hơn một năm là chủ nó đi cai nghiện. Là chị đóng chuồng, chị chín người là chị cho nó ăn. Chị nuôi đúng một năm luôn. Mà chị nhốt trong chuồng. Nói chung con chó này nó dễ ăn lắm, cái gì nó cũng ăn, ăn tàn là như con chó cỏ vậy đó. Dễ ăn, ai cái gì cũng ăn được, hai nhất hai rồi biết không. Nhiều người trên mạng này nói là tém đá vừa chủ vừa cháu của chủ, như cái nghiêng nhà của chủ luôn, chị thấy không được. Tại vì thằng em chị chính xác chị nói, nó nói là nó giờ cái trách nhiệm nó bây giờ nó chơi nó chịu. Anh là anh lên công an anh khai cái điều đó luôn. Nó khai là cứ như tình hình là nó biết, nó sẽ biết đi án. Nó chấp nhận nghi án mà. Nó nói là nó chữa trị làm vết thương nó sẽ đi án, nó không trốn. Những cái YouTube người cái dòng khác quăng lên mạng phản ảnh không đúng, con trai chị vô nói là tôi là cháu của ông chủ chó. Đăng thì đăng cho đúng. Rồi xong nó lấy, nó biết thằng con chị trong Facebook, nó lấy cái hình ảnh nó ghét cái hình con chó thôi, lại là cháu của chủ chó gây ra chết người. Rồi xong nó chửi thằng con chị ta đâu vẫn biết, hồi tin nhắn lần cuối nhìn được là của con đéo lộn. Giờ một người làm mạng xã hội thì
đã là người của công chúng rồi thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Không, nhiều người trong ngoài nước không hiểu, chỉ đọc chung bình luận là nói là từ ngoài nước trong nước nói là chủ tưởng giàu có lắm. Thật sự mà chị nói thiệt, em chị nó nghiện thiệt. Nhưng mà nó không có ăn chợ ăn cắp ngoài hết, riêng cái khu vực này. Trước giờ ảnh có tiền án tiền sự gì chưa hay chị? Đi cai nghiện không có tiền án gì, chỉ đưa cai nghiện, đưa đi cai nghiện học viên thôi. Không phải đi ở ăn chợ ăn cắp bữa tù, chưa bao giờ có án gì hết. Ở hàng xóm thì ảnh như thế nào hay chị? Nói chung ở ngoài xóm nó rất là hiền. Cưng biết dòng thứ chơi hàng đá. Chỉ là quậy ở nhà thôi. Đó, ngoài ra ngoài đường rất là hiền tử tế. Có nổ một cái thằng bạn nó, thằng nó cũng xì ke luôn. Tất cả thằng nào chơi với nó vô nhà ở là cũng như nó hết. Thằng là có tánh thương người. Nó mới dẫn thằng nó vô nhà. Vô nhà nuôi mấy bữa. Rồi cái thằng mà bị chó cắn chết á. Nó mới lấy điện thoại của thằng em, thằng Hải. Nó đem đi cầm. Cái thằng con chị nó mẹ, ông Hải ngu à, ông dắt thằng xì ke rồi về nhà cho thằng đó lấy điện thoại mẹ cho ổng đó, rồi ông Hải đuổi đi rồi. Rồi chị mới xảy chuyện này ở sớm, người ta nói là trước ông Hải dắt thằng nó về ở mấy bữa mà cãi lộn, không biết cãi vô gì mà trong nhà chỉ vang vang thôi, người ta không dám nhìn. Đó, thì đuổi đi, thằng nó không nhà không cửa không có gì hết, cái lang thang. Cái ngày hôm sau Hải dẫn ngày ông Hải dẫn chó đi chơi. Dẫn đi chó đi chơi rồi xong đi qua bển thì gặp nó đang ngồi trước cái cửa nhà người ta, không có chỗ ở đó thì ngồi ngủ ngoài đường. Mới gặp được Hải mới chửi tưởng là đôi với Hải. Rồi xong nó mới quơ tay, nó chỉ quơ một cái thôi là hai thằng này bay rút chạy liền. Tại vì cái thằng kia nó ốm và cao hơn thằng này cái đầu. Đó, nó khai cũng nghe như vậy á. Cũng mang sẽ một lần nó chưa hết đâu sẽ tìm nữa chị. Biết chị hỏi chị có biết gì khai thác chuyện mang này, chị cũng những hợp, chị cũng đồng tình theo hợp tác, mình biết những gì mình sẽ nói hết. Đó, nói cho đúng luôn. Hỏi nè em chị nó hãy mình khai thiệt đi. Sao mày nói mình gặp ở đâu? Thật sự tao khai thiệt rồi đó, thôi nói là tao gặp ở ngoài đường, nó nói là hả nó đi bụi, nó không đi ở, đi lang thang không có tiệm ăn, thấy tao mới dắt về nhà. Đó. Còn chị mới xác định hướng lại là nó lấy cái điện thoại, là do cô chị nói là cái điện thoại đi chị, nhỏ kia cầm cho chị 1 triệu, chị mới cho nó. Cái cầm nó bỏ luôn, chị mới xác chị cho nó. Cho nó là hả, là thằng nó lấy điện thoại đi cầm. Rồi xong con chị á, con chị mới nói mẹ, ông Hải dắt thằng xì ke nào vô nhà để cho thằng nó lấy đồ, rồi ổng đuổi đi vậy kìa. Đó, ít có như vậy thôi. Cái lò chó là đen, là cái lò vật đen bị ghét bỏ, bị cho là cái lò xấu á. Bởi vì nhiều quý vị khán giả cũng còn chưa hiểu, chó là cái lò vật trung thành, thì khi mà mình đụng đến chủ của nó thì buộc nó phải ra hết sức để bảo vệ cho người chủ của mình. Đó, quý vị có thể nhìn thấy nè. Thực ra lúc ban đầu em vô thì em cũng rất là sợ, và tính đến cái thời điểm hiện tại thì em cũng cảm thấy là mình cũng tự tin khi ngồi ở đây. Bởi vì trước đây em cũng từng là một người đi cứu chó rất là nhiều. Nếu mà chị biết em, chị theo tí nữa em sẽ cho chị biết kênh của em đi cứu chó rất nhiều. Và khi em truyền tải cái nội dung hôm nay, truyền tải lên mạng xã hội thì chị có cái mong muốn gì không? Bởi vì em được biết là con của chị thì bị ảnh hưởng tâm lý bởi những người dân cư mạng ném đá như vậy. Thì chị có đôi lời gì gửi đến cộng đồng mạng, cũng như là ai làm sai thì người đó chịu. Anh Hải không bao giờ trốn tránh được cái trách nhiệm của mình trước pháp luật. Bởi vì anh Hải làm sai thì anh Hải phải chịu. Nhưng mà cái gia đình mà bị ném đá như vậy, để em nó đi học hay đi làm thì sẽ bị những người dân xung quanh họ miệt thị, họ nói những lời. Dạ. Sĩ trơn. Dạ. Thì chị có đôi lời gì gửi cho chị? Có lời, mọi người ơi, tất cả người cộng đồng mạng trong nước ngoài nước phải hiểu loài chó này rất trung thành. Bây giờ hai em này vô đây, tôi nói tôi bảo đảm hai em cứ vô bình thường, con chó nó không làm, như trừ khi nào em đụng tới chị. Dạ. Nó sẽ quật em thôi. Dạ. Nói như em hai thằng cứ lộn cứ bình thường. Dạ. Nó cứ nhìn thôi, nó không làm gì hết. Dạ. Mà có nói là phải trước khi mà ném đá người chủ cũng phải trả giá rất là đắt. Tất nhiên rồi, cái việc anh Hải thì làm đó, sai là anh phải trả giá của mình là chắc rồi đó. Nhưng mà chủ người ta
chủ chó Hải đã chấp nhận cái án đó. Là Hải nó sẽ nói lên với chị, nói với chị là chơi thì chịu, thua thì chung. Một câu nói rất là khẳng định và chắc nịch là anh Hải là một người thương yêu động vật. Anh Hải, động vật của anh Hải làm sai thì anh Hải phải chịu, bởi vì cái sai của anh Hải là anh Hải vẫn đi ra đường mà không có bịt mõm, nhưng mà người ảnh hưởng ở đây là gia đình của chị, con thì của đúng chị. Rồi thì cái sai của Hải đã dẫn chó nhiều lần, nhưng mà tôi đi với chị nó thì tôi cũng chửi nó rất là nhiều lần, đừng có dắt chó đi. Nói chung á là xin mọi người trước khi mà ném cá, người chủ nào phải xét cho kỹ, cái gì cũng để cho công an pháp luật nó xử lý hết. Đừng có hào hở ném đá là chửi cái này, chửi kích động gia đình người ta là không có được. Cái này cái chuyện ngoài ý muốn, chính riêng Hải nhảy xuống cứu thằng bị chết cũng bị cắn mấy má, đâu phải riêng không phải là nhảy xuống cứu đâu. Xin mọi người phải coi một cái clip này, phải nhìn cho kỹ, xét tình tứ lại, rồi hãy đừng bây giờ ném đá chửi chủ nhà hay chửi tất cả xung quanh mọi người, cũng như gia đình người thân của chủ nhà nữa. Nhưng em chị nó sai. Em chị nó sai hoàn toàn, nhưng mà nó nói là nó không ngờ là con chó nó dữ như vậy, nó binh chủ như vậy, nó không có ngờ. Từ đầu tiên con chó nào có biết đó, hỏi từ từ. Nói chung chị cũng xin mọi người thôi bớt bình luận này dùm một cái, bây giờ cũng nên bình luận á thì một câu chân thành luôn, cầu mong cho các em bị xấu số siêu thoát, đầu thai là một người mới. Nói chung hai chuyện bên ai hết, em chị xì ke là hàng chết cũng xì ke luôn. Nghe cái câu đầu tiên chị chia sẻ là em biết chị là một người rất là thẳng thắn rồi, bởi vì chưa có ai mà dám nói ra cái chuyện trong gia đình của mình, em mình xì ke thì nói em mình xì ke. Chị đi lên công an nhân sự, một công an nói trời ơi chị ơi, mới sáng này báo phải lên YouTube nó đăng lên Hải chết hả chị, chứ khỏe Hải sao chứ trời ơi, còn sống chết đâu mà chết đó. Hãy đưa hình lên làm mai chai, nhà đang dọn đồ làm mai chai. Trời, tôi nói trời mấy thằng này hay thiệt, lấy hình ảnh đâu ra đọc thiệt. Chị cũng lại luôn, em nói thôi mấy anh YouTube, ví dụ mọi người cũng có một cái nghề cái nghiệp hết, nếu mà có đăng đúng, đừng có hạ bệ người chủ nhà ta dữ quá thiệt. Xin mấy anh đó luôn đó, còn mấy anh mấy chị có coi qua cái YouTube trong và ngoài nước, nếu có coi thì tôi đây có gì cũng nói thành thật luôn, em tôi là một thằng nghiện, nhưng mà nghiện nó thương người, bỏ nó dắt người ta về tình chiếc nó xảy ra như vậy. Rồi chính em tôi ngồi nói trực tiếp đó, nó nói là thằng nó chết thật sự không biết nhà nó đâu, nó không biết nhà nó đâu, nó chỉ nói là bơ thôi, có biết thằng nào nó hút vô là cái đầu nó không được bình thường. Mà cái em chính em chị giờ lẽ chị muốn chị buông nó luôn á, mà chị thấy nó cháy ăn mấy ngày thôi, cứu đi mượn tiền, đi vay mượn tiền cứu nó sống, đi cứu nó sống để nó trả cái bản án nữa.